Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp ngày 25 tháng 12 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử Vi tuổi Tý. Bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ bảy này đang có điểm báo rất dễ nóng nảy và cáu kỉnh do phải chịu tác động của cục diện tương hại. Bản mệnh luôn cho rằng mình là người hiểu rõ mọi việc nhất nên chỉ thích làm việc một mình, không muốn ai can thiệp với thái độ của bạn tuổi tí như vậy, rất có thể bạn sẽ khiến cho kẻ tiểu nhân chú ý. Do đó, hãy thật cẩn thận mỗi khi đưa ra quyết định, đừng quá mức nóng vội và chủ quan, đồng thời khiêm tốn hơn khi nghe lời góp ý của người khác. Bên cạnh đó trong vận trình ngày thứ bảy này lại gặp thổ khắc thủy, điều này còn cho thấy về phương diện tình cảm của bạn có nhiều mâu thuẫn đang tồn tại trong mối quan hệ giữa bạn và nửa kia của mình. Bạn không nên tiếp tục ngó lơ mà hãy tìm cách để cải thiện tình trạng này. Chớ nên so đo thắng thua với người ấy tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim ngày chỉ thuận lợi cho việc sửa sang chỉnh đốn tu bổ cho nhà cửa công việc không nên dính líu đến công việc tình cảm của người khác đi xa không có lợi nên lấy sự hòa giải tình cảm làm phương châm hành động tài lộc dễ hao tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy làm việc gì cũng nên hỏi ý kiến của quý nhân bậc cao niên hoặc cấp trên mới có lợi có tiền bạc đối với phái nữ sức khỏe tình cảm không tốt nếu cầu về hôn nhân cưới gả nên cẩn trọng gặp sự rời hẹn, sai hẹn, hoặc có vấn đề mới phát sinh đưa đến sự ngăn trở. Tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa. Nếu sự việc tiến hành nhanh chóng thì rất dễ bị bỏ dở, đứng chừng do gặp thiếu sót hoặc có tin tức làm đảo lộn. Ngày có nhiều sự biến động về tiền bạc, công việc làm ăn. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Nếu không phải là tiền bạc thì là chuyện có lợi trong việc bàn bạc làm ăn. Có tin xa, nên đi lại, di chuyển, gặp gỡ mới tốt. Có hỷ sự. Ngày chỉ tốt cho những việc cấp thời, ngắn gọn. Tử vi tuổi canh tí, thuộc mệnh thổ. Nếu cầu về hôn nhân cưới gả nên cẩn trọng gặp sự rời hẹn, sai hẹn, hoặc có vấn đề mới phát sinh đưa đến sự ngăn trở. Làm việc gì cũng nên lấy tình cảm, sự giao thiệp đi trước, và chịu thiệt thòi một chút sẽ có kết quả. Không nên ngồi tại chỗ chờ đợi mà nên ra đi gặp gỡ. Có hỷ sự, hao tốn tài lộc nhưng không phải là làm ăn thua lỗ. Có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân. Tử vi tuổi nhâm tý, thuộc mệnh mộc. Ngày có nhiều sự biến động về tiền bạc, công việc làm ăn. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Nếu thấy có tài lộc bất ngờ thì không nên tiến thêm. Nếu không phải là tiền bạc thì là chuyện có lợi trong việc bàn bạc làm ăn. Có tin xa, nên đi lại, di chuyển, gặp gỡ mới tốt. Có hỷ sự. Tử vi tuổi sửu. Vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi sửu, thầy tử vi chỉ ra rằng, sự nghiệp của bạn tuổi sửu phát triển theo chiều hướng xấu dưới ảnh hưởng của cục diện tương xung. Bạn dễ vướng rắc rối ngay cả trong những công việc quen thuộc vì thiếu tập trung khi bắt tay vào làm. Trong ngày hôm nay, với bạn tuổi sửu cần hết sức tránh những quyết định và hành động nông nổi, bởi nếu quá vội vã, bạn có thể đưa ra những quyết định sai gây thêm phiền phức cho tương lai. Tốt nhất hãy tập trung giải quyết việc trước mắt đã. May mắn là trên phương diện tài lộc với bạn tuổi Sửu đang có được thiên tài chiếu mệnh, lại mở ra cơ hội phát tài với một số người may mắn. Có thể những khoản đầu tư trước đó của bạn đang dần thu được lợi nhuận sau quá trình chờ đợi khá lâu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim. Ngày xung của buồn mạng, nếu có ai đến nhờ vả hoặc mong cầu sự giúp đỡ thì nên cẩn trọng. Sự việc không phải là đơn giản, nếu là công việc của mình thì nên hỏi ý kiến của quý nhân cấp trên sẽ có sự thuận lợi. Có tin buồn ở xa. Ngày có sự tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp. Việc đi lại, di chuyển, thường gặp khó khăn, chắc trở. Tử vi tuổi đinh sửu, thuộc mệnh thủy. Ngày sung của buồn mạng. Chỉ thuận lợi cho việc tu bổ, sửa sang, chỉnh đốn lại nhà cửa, công việc. Không nên dính líu đến công việc, tình cảm của người khác chỉ đem đến sự rủi ro, mất hòa khí, trách oán. Nếu công việc, hoặc bàn thảo, tính toán đã xong thì nên xem xét lại có sự thiếu sót. Nội bộ gia đình hoặc công sở có chuyện không vui. Tài lộc nhỏ, hoặc có lộc ăn. Tử vi tuổi kỳ sửu thuộc mệnh hỏa. Ngày xung của buồn mạng, không nên làm gì hấp tấp vội vàng dễ có sự trách oán và kết quả cũng không thành công. Ngày gặp nhiều khó khăn, trở lực cực nhọc buôn ba hoặc sức khỏe không tốt. Có tin buồn, cần phải hết sức khéo léo cho mọi việc, hoặc có sự hư hại về đồ đạc vật dụng, ngày dễ gặp chuyện bất lợi bực mình. Tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ. Ngày xung của buồn mạng, nếu công việc hoặc bàn thảo tính toán đã xong thì nên xem xét lại có sự thiếu sót chỉ thuận lợi cho việc tu bổ sửa sang chỉnh đốn lại nhà cửa công việc nội bộ gia đình hoặc công sở có chuyện không vui tài lộc kém sức khỏe không tốt gia đạo bất an tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc ngày xung của buồn mạng nếu đang tiến hành công việc hoặc đang chờ đợi tin tức mình mong cầu cũng không nên xem thường vì sự việc sẽ xảy ra không được như ý có sự trì trệ cản trở việc đi lại di chuyển cũng nhọc nhằn dù là chuyện vui chơi hoặc tình cảm giao thiệp cũng không nên đi quá xa có tin buồn tử vi tuổi dần xem tử vi cho thấy ngày thứ bảy này với bạn tuổi dần đang gặp kiếp tài giáng họa điều này khiến cho bạn khó tránh khỏi những tranh chấp với bạn bè đồng nghiệp trước khi tranh cãi hoặc quán trách người khác bạn cũng cần tự xét lại chính bản thân mình với bạn tuổi dần vốn là một người kiên định và có chí tiến thủ nhưng như vậy không có nghĩa là bạn nên bỏ ngoài tai lời hướng dẫn hoặc khuyên bảo của người khác những hành động nông nổi và mù quáng hiện giờ có thể sẽ khiến bạn phải hối tiếc trong tương lai đấy Ngoài ra, ngày này với bạn tuổi dần đang gặp ngày có mộc khắc thổ, còn cho thấy mối quan hệ tình cảm giữa bạn với nửa kia không được như ý muốn. Dù có đang căng thẳng hay mệt mỏi vì áp lực ngoài xã hội, bạn cũng không chút giận lên nửa kia. Tốt nhất hãy tâm sự và cùng người ấy tìm ra cách giải quyết. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy. Dù sự việc có xảy ra thuận lợi, vui vẻ cũng nên có sự giới hạn hoặc phải đề phòng sự dòm ngó của người khác, hoặc có người muốn nhúng tay vào chuyện của mình. Mọi việc chưa phải là kết thúc, nên cẩn trọng về lời nói có tin xấu về đi lại di chuyển xe cộ đề phòng rủi ro về chuyện này tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa nên có sự tu bổ sửa chữa mua sắm chỉnh đốn lại công việc nếu có người hoặc có tin tức đề nghị công việc làm ăn hoặc có liên quan đến chức vụ thì nên suy nghĩ lại hoặc có được tin tức không tốt về công ăn việc làm cũng không nên lo âu mọi việc sẽ có sự ổn thỏa có người hoặc có tin nhờ mình giúp đỡ tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ có sự thay đổi về nơi ăn trốn ở công danh tài lộc tình cảm có tài lộc hoặc có lộc ăn quà tặng dự tiệc thuận lợi cho việc kết hôn kết bạn đến gặp quý nhân có người đi xa có khách đến hạp các nghề nhiếp ảnh xây dựng địa ốc tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc mọi việc không nên xem thường vì tình thế có nhiều biến chuyển bất ngờ hoặc gặp nhiều áp lực lấy sự an toàn làm điều chính đề phòng rủi ro cần tránh mọi sự tranh cãi thị phi sẽ đem đến nhiều sự mích lòng và công việc cũng không giải quyết được mọi việc đều phải chậm rãi đề phòng rủi ro về đi lại di chuyển Tử Vi tuổi Nhâm dần thuộc mệnh Kim. Trong sự mong cầu về tiền bạc và tài lộc cần phải hết sức khôn khéo và giữ bí mật hoặc xem tình hình của người khác tiến hành ra sao. Hấp tấp sẽ gặp điều bất lợi, có người muốn nhúng tay vào cùng một công việc, mọi tin tức đều nên cẩn trọng. Tài lộc trung bình. Tử Vi tuổi Mão bước sang ngày thứ bảy này thầy tử vi cho thấy công việc của bạn tuổi mão tiến triển tương đối thuận lợi nhờ có tam hợp phù trợ song đôi khi bạn lên những kế hoạch chưa thật hợp lý vì chưa đánh giá chính xác năng lực bản thân và tình huống trước mắt bản mệnh tuổi mão trong ngày này cũng không nhất thiết phải làm mọi việc một mình nhất là khi đứng trước những quyết định trọng đại nếu còn đang băn khoăn vì nhiều vấn đề hãy cùng thảo luận với những người có kinh nghiệm xung quanh Xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 22 tháng 11 âm lịch được xem là ngày xấu, vì vậy với bạn tuổi Mão không nên thực hiện những công việc quan trọng. Vì thế, bạn chỉ nên giải quyết tốt những vấn đề trước mắt trong công việc chứ không nên vội vàng thực hiện những việc lớn lao. Ngày này nếu có việc cần phải xuất hành đi xa nên ưu tiên đi về hướng Hỷ thần hướng chính nam và Tài thần hướng chính đông để gặp được nhiều may mắn. Tử vi tuổi Ất Mão, thuộc mệnh Thủy. Mọi việc đều có thể xảy ra không được như ý hoặc chờ đợi chậm chạp, lâu lắc. Có sự hư hại về đồ đạc vật dụng cần phải mua sắm tu bổ, sửa chữa, hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Nếu có người đề nghị về công việc làm ăn hoặc tham dự, đóng góp cũng không nên từ chối, mà cũng không nên quyết định ngay, còn nhiều vấn đề ở phía sau cần phải thảo luận kỹ. Có tài lộc. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa. Không nên tin cẩn người khác và cũng không nên quá tự tin vào chính mình, sẽ có nhiều sự việc xảy ra ngoài ý muốn không tốt. Có tin buồn, sức khỏe không tốt, việc đi lại, giao dịch hoàn toàn không có lợi. Có sự hư hại về đồ đạc vật dụng. Tử Vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ. Làm gì cũng nên hỏi ý kiến của người lớn hoặc quý nhân của mình. Nên xem xét lại vấn đề ngay từ lúc khởi đầu mới ra manh mối. Mọi sự mong cầu về tin tức đều chậm, nếu có đến thì cũng không tốt, tin buồn tài lộc dễ hao, mất mát. Chỉ thuận lợi cho việc tu bổ, dọn dẹp chữa bệnh, giải oan, thu vén mọi sự. Tử Vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc. Trong ngày mọi việc đều có thể xảy ra không như ý hoặc chờ đợi chậm chạp, lâu lắc có sự hư hại về đồ đạc cần phải mua sắm tu bổ sửa chữa hoặc có sự gặp gỡ thân nhân bẻ bạn nếu có người đề nghị về công việc làm ăn hoặc tham dự đóng góp cũng không nên từ chối mà cũng không nên quyết định ngay còn nhiều vấn đề ở phía sau cần phải thảo luận kỹ có tài lộc hoặc có cuộc vui ngắn tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim nên có sự nghỉ ngơi hoặc chờ đợi tin tức mới rồi hãy tiến hành công việc có cuộc đi chơi ngắn của người thân hoặc nhà có chuyện vui tài lộc trung bình nên thu vén công việc, dọn dẹp, tu bổ, sửa chữa, mua sắm dành cho công việc sắp tới. Tử vi tuổi thìn Với bạn tuổi thìn bước sang ngày thứ bảy này, tử vi cho thấy trong ngày có chính tài chiếu mệnh đem đến cho bạn những tín hiệu tích cực khiến tình hình tài chính của người tuổi thìn được cải thiện hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó. Dù làm trong lĩnh vực nào, bạn cũng sẽ nhận được mức thù lao xứng đáng với công sức lao động và ngày này đối với những người làm đầu tư, kinh doanh có thể đưa ra những quyết định về đầu tư chính xác. Bạn có thể gặp được những thương vụ có giá trị. Hãy nhanh chóng nắm bắt cơ hội, đừng chần chừ, do dự để thời cơ trôi qua đáng tiếc. Bên cạnh đó trong ngày đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng, cho thấy mối quan hệ tình cảm giữa bản mệnh và những người khác giới khá tốt đẹp. Vì thế nếu còn độc thân và có ai có ý định tiếp cận, bạn nên mở rộng lòng mình và cho người ta một cơ hội xem sao, biết đâu đó chính là người ở bên bạn trong tương lai tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa nên sẵn sàng hao tốn về những chuyện nhỏ mới có kết quả có tin xa có người đến nhờ mình giúp đỡ hoặc hỏi ý kiến chính mình nếu muốn toan tính việc gì cũng nên tìm gặp quý nhân xin ý kiến do đó mọi sự tính toán chỉ nên ở trong giai đoạn tham khảo tìm hiểu không nên vội vã tiến hành nên ngồi tại chỗ chờ đợi tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ nên thay đổi phương hướng đi xa di chuyển rời chỗ nhờ quý nhân giúp đỡ khéo léo trong cách giải quyết công việc nhóm họp bàn bạc nhẫn nại trong sự giao thiệp chỉnh đốn nhà cửa tu bổ đồ đạc tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc không nên mưu cầu chuyện lớn lao hoặc toan tính thêm sẽ không có lợi không nên nhúng tay vào chuyện của người khác ngày nên có sự nghỉ ngơi hoặc dọn dẹp chỉnh đốn lại những công việc cũ đi xa hoặc di chuyển bất lợi hoặc chỉ gặp những chuyện không như ý tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim có người ở xa đến thăm, có lộc nhỏ, hoặc có tin xa, vừa về công việc lẫn tình cảm. Mọi sự tính toán chỉ nên ở trong giai đoạn tham khảo, tìm hiểu. Không nên vội vã tiến hành. Có người dòm ngó và muốn cản trở công việc của mình. Nên ngồi tại chỗ không nên di chuyển, bất lợi. Tử vi tuổi nhâm thìn, thuộc mệnh thủy. Ngày này cần tránh thư kiện, tranh cãi, tranh luận, xin nghỉ ngắn hạn, cầu hôn, cưới gà, trì hoãn công việc, thờ ơ bỏ lỡ cơ hội, mong cầu về tài lộc. tử vi tuổi tỵ. Vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi tỵ đang gặp được ngày có hòa sinh cho thổ vượng, cho thấy mối quan hệ tình cảm giữa bạn tuổi tỵ và nửa kia đang phát triển rất tốt đẹp. Hai người luôn dành nhiều thời gian để chuyện trò và tâm sự, nhờ đó mà đôi bên càng lúc càng thêm thấu hiểu về nhau. Còn đối với những người đang còn độc thân cũng có thể nhận được nhiều sự quan tâm, để ý của người khác phái. Đừng tiếp tục sống mãi trong thế giới của riêng mình, hãy cho người khác mở cánh cửa trái tim mình. Tuy nhiên, trên phương diện sự nghiệp với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp thương quan chiếu mệnh, cho thấy rằng bạn dễ gặp rắc rối với người làm lãnh đạo. Có lẽ bạn cần phải chú ý hơn đến cách diễn đạt của mình, không phải lúc nào có gì nói nấy cũng là tốt. Hãy chú ý cách trình bày vấn đề uyển chuyển hơn. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa. Ngày rất dễ gặp sự cản trở khó khăn hoặc chỉ nhận được những tin tức bất lợi từ công danh cho đến tình cảm, sức khỏe. Chỉ nên nghỉ ngơi hoặc làm việc bình thường việc gì cũng nên cẩn trọng chớ để ràng buộc bị vướng vào những chuyện không đâu. Sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ. Việc gì cần làm thì nên làm ngay, không nên nghe lời bàn tán hoặc có những chuyện về tình cảm xen lấn vào công việc đưa đến hậu quả không tốt. Nên giới hạn việc đi lại, di chuyển. Nên cẩn trọng về lời nói. Sức khỏe không tốt, ngày có nhiều sự vất vả, nên cẩn trọng trong mọi việc. Tử vi tuổi kỳ tỵ thuộc mệnh mộc nên dọn dẹp văn phòng, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc, sửa chữa máy móc xe cộ, trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp, cúng tế, làm việc từ thiện, chữa bệnh, cẩn thận đề phòng bất chắc. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim. Mọi dự tính đều gặp phải sự thay đổi bất ngờ do hoàn cảnh bên ngoài đưa đến. Có tin buồn, chỉ nên tu bổ, sửa chữa, mua sắm những gì cần thiết còn thiếu thốn. Có tin tức ở xa, ngày không nên mưu cầu, giải quyết những việc lớn. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy ngày có nhiều sự vất vả nên cẩn trọng trong mọi việc việc gì cần làm thì nên làm ngay không nên nghe lời bàn tán hoặc có những chuyện về tình cảm xen lấn vào công việc đưa đến hậu quả không tốt nên giới hạn việc đi lại di chuyển nên cẩn trọng về lời nói sức khỏe không tốt tử vi tuổi ngọ với bạn tuổi ngọ bước sang ngày thứ bảy này thầy tử vi chỉ ra rằng nhờ có nhị hợp nâng đỡ mà hôm nay với bạn tuổi ngọ là ngày thích hợp để cho bạn đầu tư làm ăn phát huy khả năng nhìn nhận và đánh giá tình hình chuẩn xác sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc tìm được những mối đầu tư hoặc đối tác hứa hẹn còn đối với những bạn làm công ăn lương bạn là con giáp càng quen biết lâu càng được yêu mến bạn cũng có nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ xã giao tạo đà cho sự phát triển sự nghiệp trong tương lai và ngày này với bạn tuổi ngọ, đang gặp được ngày có hòa sinh cho thổ vượng, cho thấy trong gia đình, bạn tuổi ngọ luôn cố gắng thấu hiểu những suy nghĩ và cảm nhận của con cái mình bằng cách thường xuyên giao lưu, trò chuyện mỗi ngày. Bạn luôn muốn mình có thể cùng con cái vượt qua mọi vấn đề. Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim. Ngày của sự hẹn ước hoặc công việc đến do đã có sự tính trước. Có nhiều công việc cần phải lo âu giải quyết kể cả chuyện vui chơi, tình cảm, giải trí. Có tin xa, nhưng cũng có tin buồn về sức khỏe, tai nạn, rủi ro của thân nhân, bè bạn có sự hư hại về đồ đạc cần phải tu bổ, sửa chữa. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy. Mọi việc đều có thể xảy ra dù đã có dự tính trước. Nên nhẫn nại trong sự chờ đợi nếu có sự chậm chạp hoặc phân vân không biết tính toán hướng nào. Sẽ có tin tức hoặc có sự gặp gỡ người mình mong cầu. Nên cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển hoặc có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng. Tử vi tuổi mậu ngọ, thuộc mệnh hỏa. Ngày có tiệc tùng đình đám hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Có hỷ sự hoặc có cuộc đi chơi ngắn. Gia đạo bất an, có người đau ốm, hoặc có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng cần phải tu bổ, sửa chữa. Ngày chỉ thuận lợi cho vấn đề tình cảm chứ không phải là công việc. Tử vi tuổi canh ngọ, thuộc mệnh thổ. Nếu tiến hành công việc thì nên cẩn trọng sẽ gặp nhiều rủi ro. Nên có sự tu bổ, chỉnh đốn lại công việc. Việc đã xong cũng cần phải xem xét lại. Tài lộc dễ hao, có tin buồn, không như ý. Tử vi tuổi nhâm ngọ, thuộc mệnh mộc. Đang ở trong tình thế không được thuận lợi, không nên làm càn hoặc nêu ý kiến của mình hãy thuận theo thời thế và chờ một dịp khác hoặc ngày khác trong vấn đề tình cảm không nên có tính cách lâu dài hoặc nên giấu kín có đệ tam nhân xen vào tài lộc trung bình tử vi tuổi mùi vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi mùi đang gặp được thiên tài chiếu mệnh điều này cho thấy có thể với bạn tuổi mùi sẽ phát tài phát lộc một cách nhanh chóng chỉ nhờ trò may rủi có thể là trúng số trúng thưởng tuy nhiên bạn không nên dựa dẫm vào việc ấy cho rằng mình có thể không làm mà vẫn được hưởng thành quả hãy làm giàu bằng chính công sức lao động của mình và ngày này một số bạn làm ăn sẽ nhận được sự tin tưởng của khách hàng nhiều mối hàng liên tiếp đổ về khiến bạn hốt vàng hốt bạc hãy tiếp tục phát huy và giữ vững điểm mạnh của mình bạn sẽ còn phát triển hơn nữa trong tương lai và với bạn tuổi mùi ngày này nếu có ý định xuất hành vào ngày hôm nay bản mệnh nên đi theo những hướng tốt đã được chỉ ra để công việc thêm phần may mắn giảm bớt những rắc rối không mong muốn hướng tốt hôm nay là hướng chính nam và hướng chính đông tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim ngày tuổi của bổn mạng thuận lợi cho việc sắp xếp những công việc cũ tu bổ sửa chữa đồ đạc nhà cửa tránh sự tranh cãi thị phi nếu có khách đến cũng không đem lại điều tốt có tin buồn ngày hoàn toàn không tốt cho việc khai trương hợp tác có cuộc đi ngắn tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy ngày tuổi của bổn mạng có nhiều sự bận rộn lo toan cho công việc Tất cả đều chưa có kết quả, cần phải bỏ công sức nhiều hơn và sẽ có kết quả tốt trong tương lai. Nên chú trọng sự góp ý của bè bạn, người cộng sự trước khi quyết định. Ngày thuận lợi cho sự nhóm họp bàn thảo, hao tài về mua sắm, đi lại, nhưng có tài lộc cũ. Tử Vi tuổi kỳ mùi thuộc mệnh hỏa. Ngày tuổi của bổn mạng, thuận lợi cho việc sắp xếp những công việc cũ tu bổ, sửa chữa đồ đạc nhà cửa. Nên nghỉ ngơi, tránh sự tranh cãi thị phi, nếu có khách đến cũng không đem lại điều tốt, có tin buồn. Ngày hoàn toàn không tốt cho việc khai trương, xuất hành, ký kết hợp tác. Tử vi tuổi tân mùi, thuộc mệnh thổ. Ngày tuổi của bổn mạng. Thuận lợi cho việc sắp xếp những công việc cũ, tu bổ, sửa chữa đồ đạc, nhà cửa. Nên nghỉ ngơi, tránh sự tranh cãi, thị phi. Nếu có khách đến cũng không đem lại điều tốt. Có tin buồn. Ngày hoàn toàn không tốt cho việc khai trương, mở tiệm, hợp tác. Tử vi tuổi quý mùi, thuộc mệnh mộc. Ngày tuổi của bổn mạng, có nhiều sự bận rộn, lo toan cho công việc, và hao tài tất cả đều chưa có kết quả cần phải bỏ công sức nhiều hơn và sẽ có kết quả tốt trong tương lai nên chú trọng sự góp ý của bè bạn người cộng sự trước khi quyết định ngày thuận lợi cho sự nhóm họp bàn thảo hao tài về mua sắm đi lại tử vi tuổi thân xem tử vi cho thấy với bạn tuổi thân trong ngày này đang có được báo hiệu với bạn sẽ trở nên rất vượng đào hoa vào ngày thổ sinh cho kim vượng như hôm nay ngay từ lần gặp đầu tiên bản mệnh đã có thể dễ dàng gây ấn tượng tốt với những người khác giới nhờ vào những nét độc đáo trong tính cách của mình tuy nhiên trong ngày thứ bảy này nếu bạn là người đã lập gia đình thì bạn lại cần giữ khoảng cách với những ai có ý định làm thân đừng vì một phút ham vui mà làm ra việc gây tổn thương cho những người thân thiết nhất làm tổn hại đến hạnh phúc gia đình và danh tiếng của cá nhân trên phương diện sự nghiệp, với bạn tuổi thân lại đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh cho thấy bạn vốn là một người thông minh và lanh lợi, và nếu biết tận dụng điểm mạnh của mình, bạn hoàn toàn có cơ hội lọt vào mắt xanh của người làm lãnh đạo. Tử vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy. Không nên trông chờ hoặc tin cẩn vào những gì mình đã có sự giao hẹn vì có sự chậm trễ hoặc có sự hiểu lầm làm trái ngược lại. Nên nhắn tin để hỏi lại. Có tin xa, nên giữ lời hứa và hoàn thành những gì đã có sự hẹn ước, đúng hạn ký. Nếu công việc đã kết thúc thì nên xem xét lại để tu bổ, chỉnh sửa. Không nên e ngại sự hao tốn. Tử Vi tuổi Bính thân thuộc mệnh Hỏa. Tình cảm bình thường, có tin xa, ngày của sự hẹn ước đáo hạn, sự mong cầu về tài lộc còn xa, chỉ có lộc nhỏ, lộc ăn, quà tặng nhưng vẫn phải chịu hao tốn. Nếu có tổ chức tiệc tùng đình đám, sự việc sẽ kéo dài, không được như ý. Đã đến lúc có sự thay đổi phương hướng làm ăn hoặc công việc nếu công việc đang trôi chảy và kết quả còn xa thì sẽ bị gián đoạn nữa chừng vì có tin mới sự kiện khác xuất hiện hoặc có khách quý nhân đến cần phải tiếp xúc và giải quyết tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ không nên trông chờ hoặc tin cẩn vào những gì mình đã có sự giao hẹn vì có sự chậm trễ hoặc có sự hiểu lầm làm trái ngược lại nên nhắn tin để hỏi lại có tin xa nên giữ lời hứa và hoàn thành những gì đã có sự hẹn ước đúng hạn ký nếu công việc đã kết thúc thì nên xem xét lại để tu bổ chỉnh sửa không nên e ngại sự hao tốn trở ngại nên tiến hành tuần tự giải quyết tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc đã đến lúc cần phải giải quyết công việc cho xong hoặc cần phải thay đổi phương hướng kế hoạch hiện tại nên giữ lời hứa và hoàn thành những gì đã có sự hẹn ước đúng hạn ký nếu công việc đã kết thúc thì nên xem xét lại để tu bổ chỉnh sửa không nên e ngại sự hao tốn trở ngại nên tiến hành tuần tự giải quyết tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim đã đến lúc có sự thay đổi phương hướng làm ăn hoặc công việc nếu công việc đang trôi chảy và kết quả còn xa thì sẽ bị gián đoạn nửa chừng vì có tin mới, sự kiện khác xuất hiện hoặc có khách quý nhân đến cần phải tiếp xúc và giải quyết. Tình cảm bình thường, có tin xa, ngày của sự hẹn ước đáo hạn, sự mong cầu về tài lộc còn xa, chỉ có lộc nhỏ, lộc ăn, quà tặng nhưng vẫn phải chịu hao tốn. Nếu có tổ chức tiệc tùng đình đám, sự việc sẽ kéo dài, không được như ý. Tử vi tuổi Dậu Vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi dậu, đang gặp ngày có thiên quan ngáng trở, điều này có thể khiến bạn phải đối diện với nhiều rắc rối. Tốt nhất bạn nên tránh va chạm với bạn bè, đồng nghiệp, giữ thái độ khiêm tốn khi giao tiếp, bởi nếu có xích mích thì người lãnh hậu quả cũng chỉ có bạn mà thôi. Trong mối quan hệ với lãnh đạo, bạn tuổi dậu cần phải có cách cư xử khéo léo hơn, chớ nên nói năng quá thẳng thắn, bộc trực. Kể cả có ý kiến phản đối đi chăng nữa, bạn cũng nên ăn nói sao cho dễ nghe, như thế mới không làm mất lòng đối phương bên cạnh đó với bạn tuổi dậu ngày này lại gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng cho thấy mối quan hệ tình cảm giữa bản mệnh và nửa kia rất tốt đẹp đôi bên luôn quan tâm và chia sẻ với nhau mọi chuyện mỗi ngày bạn tin tưởng vào nửa kia và đôi bên luôn chú trọng việc vun đắp tình cảm tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy nên nhẫn nại khi thấy việc chờ đợi chậm chạp hoặc có sự trắc trở ngày có sự gặp gỡ đông người hoặc nghe được nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn có tin xấu về sức khỏe đi xa sử dụng phương tiện xe cộ máy móc nhà có đám tiệc hoặc được mời dự tiệc nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa ngày của sự hẹn ước hoặc những công việc đã có dự tính trước nên đi xa di chuyển gặp người mình mong cầu dù đó là chuyện tình cảm giải trí vui chơi cũng vậy không nên mưu tính việc gì cũng khó có kết quả mà lại đưa đến hao tốn danh dự uy tín bị va chạm tử vi tuổi kỳ dậu thuộc mệnh thổ ngày có sự gặp gỡ đông người hoặc nghe được nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn có tin xấu về sức khỏe, đi xa, sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Nhà có đám tiệc hoặc được mời dự tiệc, nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Tử vi tuổi tân dậu, thuộc mệnh mộc. Ngày có sự gặp gỡ đông người, hoặc nghe được nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn. Có tin xấu về sức khỏe, đi xa, sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Nhà có đám tiệc hoặc được mời dự tiệc, nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Tử vi tuổi quý dậu, thuộc mệnh kim. Ngày có nhiều sự buôn ba, phiền muộn, rắc rối mưu tính việc gì cũng khó có kết quả mà lại đưa đến hao tốn danh dự uy tín bị va chạm đi xa di chuyển không có kết quả hoặc kết quả vẫn y như tình trạng cũ chỉ nên ngồi yên và chỉnh đốn sắp xếp lại mọi việc tin tức không tốt có tin buồn tử vi tuổi tuất bước sang ngày thứ bảy này, bạn tuổi tuất đang phạm ngày có cục diện ngủ hành tương hình, điều này tác động không tốt lên vận trình của bạn, khiến cho bạn tuổi tuất dễ gây tổn thương cho người khác thông qua lời nói, bởi bạn thường không uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, nói gì cũng chỉ tuân theo cảm xúc nóng này nhất thời. Bên cạnh đó, ngày này với bạn tuổi tuất bạn cũng thường xuyên cảm thấy căng thẳng, lo lắng khi phải đối diện với những khó khăn. Và chính những cảm xúc tiêu cực như vậy mới khiến những khó khăn lại càng chồng chất đấy vì vậy với bạn tuổi tất hãy nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn có như vậy mọi chuyện cũng sẽ ổn và sẽ qua trong ngày cũng đang gặp ngày có thổ vượng cho thấy với bạn tuổi tất nhiều khi bạn đang quá cố chấp với những suy nghĩ của mình điều này khiến những việc vốn đơn giản lại thành ra phức tạp hãy thử quan sát vấn đề dưới một góc độ khác bạn sẽ tìm ra nhiều hướng giải quyết công việc đơn giản bất ngờ tử vi tuổi giáp tất thuộc mệnh hỏa những chuyện mong cầu về tình cảm là điều không nên dễ gặp sự buồn phiền trách oán trong người thân, bè bạn gặp chuyện buồn cần đến sự hiện diện của mình để chia sẻ. Ngày thuận lợi cho việc tu bổ, sửa sang, dọn dẹp, đóng cửa, kết thúc công trình, công việc. Có tin buồn ở xa hoặc nhận tin chưa đúng theo ý mong cầu của mình. Nên thân cận và hỏi ý kiến của người lớn tuổi nếu cần giải quyết công việc cần thiết. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ. Nên thay đổi phương hướng, đi xa, di chuyển, rời chỗ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, nhóm họp bàn bạc, nhẫn nại trong sự giao thiệp, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp văn phòng. Tử Vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, nên thân cận và hỏi ý kiến của người lớn tuổi nếu cần giải quyết công việc cần thiết. Những chuyện mong cầu về tình cảm là điều không nên, dễ gặp sự buồn phiền trách oán. Trong người thân, bè bạn gặp chuyện buồn cần đến sự hiện diện của mình để chia sẻ. Ngày thuận lợi cho việc tu bổ, sửa sang, dọn dẹp, đóng cửa, kết thúc công trình, công việc. Có tin buồn ở xa hoặc nhận tin chưa đúng theo ý mong cầu của mình. Tử Vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim. Ngày có nhiều công việc đến cần phải giải quyết từ công việc cho đến chuyện tình cảm cẩn trọng trong việc đi lại di chuyển hoặc có sự hư hại về xe cộ máy móc ngày có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ có sự gặp gỡ bè bạn người thân nên thay đổi mọi việc tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy nên tìm gặp quý nhân cấp trên hoặc tự mình phải suy nghĩ ra những sáng kiến khác thì mới có thể thành công nếu không cần phải tìm hiểu ý nghĩ còn ẩn giấu khi nhận được tin tức hoặc của người bàn thảo với mình có sự tu bổ sửa chữa chỉnh đốn về đồ đạc vật dụng hãy đắn đo về chuyện tiền bạc Tử vi tuổi hợi Với bạn tuổi hợi bước sang ngày thứ bảy này, thầy tử vi chỉ ra rằng, trong ngày đang gặp ngày có thổ khắc thủy, điều này làm cho mối quan hệ tình cảm giữa tuổi hợi và người nhà không được êm ấm. Thậm chí, sự phản đối của các thành viên sẽ khiến bản mệnh cảm thấy lạc lõng và tổn thương. Trước mắt, bạn hãy dành thời gian để kiểm điểm bản thân xem sao. Và ngày này với bạn tuổi hợi, nếu bạn đã lập gia đình, mối quan hệ của bạn với nửa kia cũng không mấy êm đẹp. Đôi bên dễ xảy ra chiến tranh lạnh dù vấn đề ban đầu tưởng chừng rất đơn giản. Tất cả là do đôi bên không biết bao dung, thông cảm cho nhau. Tuy nhiên, trong ngày này với bạn tuổi hợi lại đang gặp được chính ấn chiếu mệnh, đây lại là dấu hiệu tốt với những ai đang theo đuổi con đường học tập hoặc công danh sự nghiệp. Bạn đang bước những bước tiến vững vàng để tương lai thăng tiến. Hãy giữ vững trạng thái hiện tại của mình. Tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hỏa. Sự mong cầu về tin tức hay về công việc đều chậm chạp, chắc trở, có tin tức ở xa mong cầu ý kiến của mình hoặc có sự trách đoán ngấm ngầm. Có tin buồn, tiền bạc khó khăn. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ. Sức khỏe không tốt, có nhiều chuyện buồn phiền trong lòng, gia đạo bất an, nên nhẫn nại nếu công việc có gặp sự trắc trở hoặc có những vấn đề về tình cảm khó giải quyết. Trong việc giao thiệp nên cẩn trọng về lời nói, dễ bị hiểu lầm hoặc nghe được những lời than phiền về những chuyện không đâu. Chỉ nên nghỉ ngơi, không nên mưu tính sẽ khó có kết quả. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc không nên mưu tính những chuyện lớn lao chỉ có cực nhọc mà kết quả ít, hoặc gặp rủi ro, tai nạn, chuyện phiền lòng. Có tin buồn, sự mong cầu về tin tức hay về công việc đều chậm chạp, chắc trở, có tin tức ở xa mong cầu ý kiến của mình hoặc có sự trách oán ngấm ngầm. Có quý nhân giúp đỡ về tiền bạc, hoặc có cơ hội, có lộc ăn. Tử vi tuổi tân hợi, thuộc mệnh kim. Sức khỏe không tốt, có nhiều chuyện buồn phiền trong lòng. Gia đạo bất an, nên nhẫn nại nếu công việc có gặp sự trắc trở hoặc có những vấn đề về tình cảm khó giải quyết, trong việc giao thiệp nên cẩn trọng về lời nói, dễ bị hiểu lầm, hoặc nghe được những lời than phiền về những chuyện không đâu. Chỉ nên nghỉ ngơi, không nên mưu tính sẽ khó có kết quả. Tử vi tuổi quý hợi, thuộc mệnh thủy. Nên nhẫn nại nếu công việc có gặp sự khó khăn, chắc trở, hoặc có những vấn đề về tình cảm khó giải quyết. Sức khỏe không tốt, có nhiều chuyện buồn phiền trong lòng. Gia đạo bất an, trong việc giao thiệp nên cẩn trọng về lời nói, dễ bị hiểu lầm, hoặc nghe được những lời than phiền về những chuyện không đâu chỉ nên nghỉ ngơi không nên mưu tính sẽ khó có kết quả cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại